Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh nhà em lại về thêm rất nhiều những mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến quý cô anh chị. Quý anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh các bác nhé. Sản phẩm hôm nay bên em xin giới thiệu với các bác rất nhiều mẫu đèn thờ chẳng hạn này, hay là một số những mẫu đồ gia dụng, đồ xoong nồi niêu xoong chảo. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, bên em Dân xin đi vào giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới luôn nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu sản phẩm máy cạo râu của Panasonic này. Đó, máy cạo râu của Panasonic. Con này của nó khi các bác nhận hàng ấy là sẽ là hàng mới nguyên hộp. Khi các bác nhận hàng nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn cho chúng ta luôn. Đấy, nên là nó rất là tiện lợi, rất là tiện lợi. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Panasonic, Panasonic không nhá. Đấy, mã của nó là EIS6500P. Hàng nguyên hộp luôn nhé, hàng nguyên hộp luôn. Đây, khi các bác nhận hàng thì đây em sẽ review box luôn cho các bác là luôn là khi các bác nhận hàng ấy là hàng mới toanh như thế này, hàng mới toanh như thế này. Còn mà đây là cái hàng của em đã đang sử dụng rồi. Đấy, để em giới thiệu cho các bác cho nó dễ. Này, con này của nó thì đây, khi các bác nhận sử dụng nó sẽ là máy của nó như này. Đấy, chạy rất là ok luôn nhé, rất là sắc bén luôn. Con này thì em đã đang trải nghiệm khoảng được hơn 2 năm nay rồi, khoảng được hơn 2 năm nay rồi nhé. Nó sẽ sử dụng bằng pin, hết pin thì các bác có thể thay pin cho em, hết pin thì các bác lại thay pin cho em nhé. Một cái máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng, 350.000 đồng, và bên em bao ship lại tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin con thỏ này nhé, pin con thỏ thôi. Đấy. Cái này thì khi các bác lắp pin vào thì các bác lưu ý cho em đó là chúng ta lắp pin vào ấy thì các bác lắp đúng theo cái chiều như thế này cho em, lắp đúng chiều nhé, lắp đúng chiều vào cho em Dân. Hàng này thì các bác yên tâm là đẹp luôn nhé. Đây em xin test với thực tế luôn nhé. Như các bác nhé, đấy em xin bật máy này, đấy, cạo này, đấy nói chung là cạo rất là sắc, đấy nói chung là râu gần như là nhẵn thín luôn. Đấy, với có một con máy cạo râu Panasonic này thì các bác yên tâm, đấy em đã đang trải nghiệm thực tế là 2 năm nay, hơn 2 năm chứ không phải là 2 năm nữa với đúng con máy này. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng nhà em đã test, tất cả hàng em đều về em đều test trước cho các bác rồi. Đấy, test mẫu chứ không phải là test những con này nhé. Và khi các bác nhận hàng là nó sẽ là hàng mới luôn, hàng mới nguyên hộp, nên là các bác yên tâm. Đó, máy cạo râu Panasonic bên em đang bán với giá 350.000 đồng. Đấy, thì em cũng đang test thử thực tế rồi. Nói chung là cái mẫu này em bán rất là nhiều rồi, nên là các bác yên tâm. Đấy, người thật việc thật luôn nhé. Đấy, râu nhẫn thín luôn. Đấy, các bác cạo râu thì các bác không cần phải ấn mạnh này đâu. Đấy, các bác cần đưa lướt qua này thôi. Đấy, đưa lướt qua này thôi, chứ không cần cần phải là ấn mạnh này, không giải quyết được vấn đề gì mà nó sẽ nhanh bị mòn này. Các bác chỉ cần lướt qua là cái nó râu nó vào đây là được. Đấy, các bác lưu ý là râu càng ngắn càng tốt, râu càng ngắn càng dễ cạo, râu càng ngắn càng dễ cạo. 350.000 đồng và bên em bao ship. Đấy, các bác đi qua kênh thì cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em Dân Trịnh thêm một nút đăng ký kênh với các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng kích điện. Cái dòng này thì kích từ điện DC 12V lên AC 220, đấy, từ 12 lên 220V nhé. Con này thì công suất của nó lên đến 220W. Nó có là USB này, đấy, dòng SIM này của nó là SIM sửa đổi chứ nó không phải là SIM chuẩn, mà nó cũng không phải là SIM vuông. Đây, em xin phép được kẹp vào bình ắc quy nhé. Bình ắc quy là các bác có thể dùng bình ắc quy xe máy, các bác có thể sử dụng được nhé. Bình ắc quy xe máy, bình ắc quy xe đạp đều ok, sử dụng tốt. Đấy, các bác cắm vào đèn báo xanh này. Đây là cái quạt nhé, quạt điện cơ thống nhất nhé, quạt điện cơ thống nhất. Con này thì của nó là 38W, đấy, 38W nhé. Điện cơ thống nhất của mình ấy 38, 40W hay 50W thì các bác đều có thể sử dụng được, chạy rất là ok luôn nhé. Đấy, cắm điện vào là chạy luôn, cắm điện vào là chạy luôn, chạy rất là ok luôn. Và nó tiếng kêu của nó sẽ không kêu như kiểu là xin chuẩn, à không kêu như kiểu là xin sửa đổi, và nó cũng không nhẹ nhàng như kiểu là xin chuẩn, nhưng mà nó hơi do hơi do một chút nhé. Đấy, hàng xịn luôn, hàng xịn sò luôn nhé. Một con kích điện từ điện 12V đến 220V. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó 200.000 đồng, 200k bao ship, 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nha các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã kích điện 220W, giá 200k. Đây, con này bác nào mà muốn xin chuẩn thì đây, xin chuẩn thì nó khác hoàn toàn luôn. Con này thì nó có quạt tản nhiệt này, một ổ cắm này, cái công tắc bật tắt đằng sau này, on off này, đèn báo USB này, bật lên này,
và chúng ta cắm điện này. Đang chạy này, ở đây nó có báo này, điện vào 12V này. Đấy, điện ra là bao nhiêu này? Đấy, AC từ DC 12V 12,3V này lên đến 224V này. Đó, và đây em xin cắm quạt và em test cho các bác luôn. Đó. Quạt nó chạy, các bác nghe tiếng nó êm hẳn luôn. Các bác có thể nghe tiếng cái quạt nó êm hẳn luôn, không có một tiếng kêu do nào. Đó, và quạt chạy rất là ok, nhưng con này là xin chuẩn. Công suất của con này thì là lên 500W, 500W này. Công suất con này lên 500W. Đấy. Và con này thì nó có thể kích đột ngột, là tức là các bác có dùng tủ lạnh ấy, mà ví dụ là tủ lạnh các bác 500W thì nó ok, đột ngột lên 1000W thì vẫn được. Ai nó tải ví dụ là con quạt này đang bình thường là 38W, nhưng mà lúc bắt đầu chạy khởi động của nó thì nó sẽ là phải hơn 38W. Thế nhưng mà nó vẫn thoải mái, nó vẫn thoải mái nhé. Đó, các bác có thể thấy. Đấy, con này thì nó là xin chuẩn. Đây nhé, xin chuẩn. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship nhé. Các bác nhé, xin chuẩn này, kích điện xin chuẩn 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship. Hàng xịn sò luôn nhé, hàng đảm bảo cho các bác luôn. Đây, ở đằng sau này công tắc bật tắt này. Đấy, các bác mang về các bác kích, có thể kích tivi này, loa đài âm ly các thứ ấy, mà làm sao mà cứ công suất dưới 500W là được, từ 500W đổ xuống là được cho em nhé. Con này bên thì em đang bán với mức giá đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên em bao ship, để em ghi luôn giá này. K. Bao ship. Đấy, kích điện xin chuẩn 500W. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng sạc bình ắc quy. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Forsup. Đây em xin bóc ra cho các bác luôn. Đó. Thì một con bình ắc quy này thì nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là con bình ắc quy như này. Đấy, nó có quạt tán nhiệt các bác nhé. Dòng này thì nó có quạt tán nhiệt này. Đấy, phích cắm này. Con này thì nó sẽ dùng giải điện rất là rộng. Các bác có thể sử dụng giải điện 100 đến điện 240V. Cái dòng này thì nó sản xuất để xuất cho tất cả các nước trên thế giới. Thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup của Nhật. À, hàng rất là xịn sò luôn nhé. À, con này thì nhà máy của nó đặt tại nước thứ ba. Công suất con này thì tối đa các bác có thể lên sạc được lên 75W, 75W nhé. À, các bác sạc cho bình 4AH 100 đến 100AH. Đấy, tức là bình đến bình 100AH thôi. Đấy là bình tối đa của nó. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Con này đây em xin test cho các bác luôn là sạc của nó như thế nào. Thì con này thì các bác chỉ dùng cho bình ắc quy xe máy thôi. Đấy, chỉ bình to quá, ví dụ như bình xe ô tô mà to thì nó cũng sạc rất là lâu, tại vì nó là cái dòng này là chỉ chuyên dùng cho xe máy. Đấy, các bác cắm vào. Các bác cắm điện vào cho em. Đấy, thì nó sẽ các bác sẽ kẹp vào cái bình ắc quy. Các bác kẹp đúng cho em là lửa nguội nhé. Và các bác lưu ý nhé, con này nó là mạch mạch trong này nó mạch điện tử, thì các bác không 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 quẹt quẹt này. Các bác không quẹt quẹt này cho em. Đấy, không quẹt quẹt này nhé. Đấy, các bác kẹp này. Đó. Và quạt tản nhiệt nó sẽ quay. Và quạt tản nhiệt nó sẽ quay, đèn báo này là nó đang sạc nhé. Cái đèn báo này nó đang sạc. Đó. Và cái này thì nó có thể báo cho chúng ta đó là bao nhiêu độ C, bao nhiêu A. Đấy, bao nhiêu volt. Đấy, bao nhiêu volt, con này gần đầy rồi. Đấy, thì nó rất là an toàn luôn. Và đặc biệt cái dòng này thì nó đầy pin nó sẽ tự ngắt. Và đặc biệt là cái dòng dòng sạc bình ắc quy Forsup này, đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Hàng đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 4A. Sạc 4A nhé. Đấy, sạc 4A. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 200 ngàn đồng, với bên nhà em bao bao ship nhé. Đầy tự ngắt này. Đấy, sự đây là sự cố này, lỗi là sự cố này. Đầy này. Đấy, báo phần trăm này, báo A này. Rất là tiện lợi luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 4A. Sạc 4A. À, 200k cho em xin lỗi. 200k bao ship. 200 ngàn đồng với bên em bao ship nhé. Giá trước là 220 nhưng đợt này đang giảm giá. 200k vào bên em bao ship sạc 4A nhé, mẫu sạc 4A Forsup này. Mã thứ hai muốn giới thiệu với các bác. Bỏ ra này. Đấy, các bác không đánh lửa như này nhé, các bác không quẹt như này đâu nhé. Đấy, em nên test bằng nhựa thôi nhé, nhưng mà các bác không không quẹt hai cái này vào nhau nên nhiều bác quẹt quẹt này nhưng không nên nhé, tại vì nó là mạch điện tử, nó rất hại cho cái sạc này. Đấy. Mã thứ hai muốn giới thiệu đến các bác đó là một con sạc 6A.
Con này thì nó có thể sạc được cả bình 24V nữa. Đấy, từ 12V 6A đến 24V 3A. Đấy, các bác sạc pin lithium này. Đấy, bác nào mà sạc bình pin lithium này được này. Đấy, bình xe ô tô điện này, xe máy này. Đấy, sự cố nó tự ngắt này, có khử xung phát này, có chịu đựng ấy này. Rất là tiện luôn nhá. Rất là tiện luôn. Hàng này thì toàn bộ nó là hàng mới còn nguyên hộp. Toàn bộ của nó là hàng mới còn nguyên hộp cho chúng ta. Cái dòng này thì đây các bác có thể sạc được bình 100 đến bình 240 240V này, 110W này. 12V 6A đến 24V 3A. 12V 6A đến 24V 3A này. Đấy. Các bác kẹp vào. Đấy, kẹp vào bình ắc quy nhé. Đấy, thì đây các bác có thể kẹp vào trước để các bác đo điện được, không thì các bác kẹp vào sau. Nhưng thường thì chúng ta sẽ phải cắm điện trước, chúng ta mới cắm cái đấy vào. Đấy, chúng ta cắm điện vào này. Đấy, nó sẽ tự nhận diện nhé, tự nhận diện. Đây nó đang chỉ vào 24 này, nhưng các bác kẹp vào 12 này. Đấy, nó sẽ tự nhận diện cho các bác luôn. Nó sẽ tự nhận diện cho các bác là bình nào. Đấy, 12V này. Đấy, và ở đây nó có một loạt chế độ này, pin lithium này, thử xung phát này. Đó, rất là tiện lợi. Đấy, nó đầy pin nó sẽ tự ngắt. Đầy pin đây là đang khử xung phát này, đang gì đây bình này. Đấy. Đó, thì các bác cứ thế là sạc thôi. Và đầy pin nó sẽ tự ngắt. Cái dòng này thì nó cũng sẽ có quạt tán nhiệt nhé. Cái dòng này của nó sẽ có quạt tán nhiệt. Đấy, quạt tán nhiệt cho chúng ta. Nên là nó rất là ok luôn. Con này thì các bác nên cho em mã này là mã sạc 6A. Sạc 6A. Con này bên em đang bán với cái mức giá đó là 340.000 đồng. Nó có thể sạc được cả pin lithium nhé. Nên là các bác yên tâm, thương hiệu của nó, thương hiệu Forsup. Đấy, có cái nút cảm ứng để điều khiển này. 340k bao ship, 340.000 đồng vào bên nhà em bao ship mã sạc 4A này. Hàng toàn bộ là hàng nguyên hộp nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với bác, đó là một cái mẫu sạc 8A. Sạc 8A nhé. Dòng này thì sạc từ 12V 8A đến 24V 4A, tức là các bác sạc bình 12 hay bình 24 đều được. Con này thì cũng thế này. Đấy, báo nhiệt độ các thứ đầy đủ hết. Đây. Model của nó đây. Giải điện của nó thì các bác yên tâm là điện 110 điện 220 đều dùng được. Sạc được bình 6AH đến 30AH và 30AH đến 150AH. Con này thì mắc công suất của nó lên 130W. Mắc công suất của nó lên 130W nhé. Các bác về các bác cũng kẹp vào cái bình ắc quy này, cắm điện vào này. Lưu ý cho em nhé là cái này không đánh quẹt quẹt nhảy nhé. Con này thì nó không sạc được pin lithium nhé. Đấy, nhưng mà nó có thể sạc được bình 12V 8A đến 24V 4A. Bác nào mà sạc bình ô tô thoải mái luôn. Đấy, ô tô con các thứ này. Đây, chế chọn chế độ này, khử xung phát gì lên bình này. Đấy, sạc bình ô tô này, sạc bình xe máy này, sạc bình xe đạp điện, sạc bình xe máy này, đều ok luôn nhé. Con này thì nó cũng có quạt tản nhiệt nhé, cái dòng này nó cũng có quạt tản nhiệt luôn, nên là các bác yên tâm, hàng dùng ok luôn, hàng này dùng ok luôn, đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 8A. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 320.000 đồng. Có một số bác hỏi là tại sao mà là con 8A mà lại đắt hơn mà lại rẻ hơn con 6A? Thì con 6A kia nó có sạc của pin lithium, còn con này thì không nhá. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc 8A. Sạc 8A này. 320k. Bao ship. 320.000 đồng vào bên nhà em bao ship sạc 8A. 320.000 đồng vào bên nhà em bao ship. Bye.
sử dụng điện thì các bác sử dụng điện 110 hay điện 220V thì các bác đều sử dụng được nhé. Sử dụng điện thì các bác sử dụng đều sử dụng được. Một cái mã tiếp theo này, một con sạc bình 12V 12A đến 24V 6A. Con này thì bất chấp các bình ắc quy. Đấy, bình nào cũng sạc được, kể cả là bình ô tô to, bình ô tô bé. Đấy, đều các bác đều có thể sạc được. Dòng này là dòng to rồi, maximum rồi. Đấy, thương hiệu của nó cũng là thương hiệu của Forsup. Con này thì cũng sử dụng điện 110 đến điện 240V đều được, max công suất lên đến 150W thoải mái luôn. Đấy, sạc được bình 200Ah cơ. Sạc được bình to, sạc được bình 200. Con này thì nó sử dụng điện cho chúng ta là thoải mái luôn rồi. Cái que kẹp của nó nó khác hoàn toàn rồi. Đấy, các bác kẹp vào bình ắc quy, cắm điện. Đấy, cắm điện này. Cắm điện này và các bác chọn chế độ nhé. Con này các bác phải chọn chế độ trước. Và con này có thể sạc được cả bình pin lithium nhé. Các bác có thể sạc được pin lithium. Đấy, thì đây em sẽ chọn vào chế độ sạc bình ắc quy đi. Bình ắc quy. Đấy, nếu mà các bác muốn chọn bình to và con này nó sẽ tự chuyển đổi nhé, tự động chuyển đổi. Đấy, mà nó chạy này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đấy, nó có mã này, DEA5 này. Đấy, 12V này. Đấy, thì con này các bác có thể sạc được bình 12V, 12A đến 24V, 6A. Có quạt tản nhiệt nhé, dòng này dòng to nên các bác có thể sạc những cái bình to thoải mái luôn. Đấy, các bác có thể sạc được những bình to thoải mái luôn này các bác. Đã chọn chế độ rồi nhé, thì là các bác sẽ không chọn được chế độ nữa. Các bác phải tháo ra khỏi bình ắc quy thì chúng ta mới chọn được chế độ tiếp theo. Đấy, còn là nó sẽ khóa lại. Khóa cái nút cảm ứng này lại, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này hàng đẹp và xịn sò luôn. Hàng này đẹp và xịn sò luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A. Sạc 12A nhé. Sạc 12A thì con này bên em đang bán với cái mức giá đó là 400.000 đồng vào bên em bao ship nhé. Sạc 12A này. 12A 400k bao ship. 400k vào bên em bao ship sạc 12A. Hàng xịn luôn. Hàng xịn sò chuẩn chỉ luôn. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu bơm 2T bơm dẫn chân nhé. Đấy, cái dòng bơm 2T bơm dẫn chân này thì rất là dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ việc mở cái chốt ở đây ra này, hai cái chốt này. Đấy, mà các bác ấn. Đấy, đây em ấn bằng tay này còn ra hơi thì có này. Đấy nên là nó bơm rất là nhẹ nhàng thôi mà ra hơi rất là khỏe nhé. Ra hơi rất là khỏe này. Đấy. À. Và con này thì hai cái bít tông. Hai bít tông. Dây chịu áp lực. Dây chịu áp lực này, hàng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Đó. Xịn sò. Xịn sò luôn, hai bít tông khung thép nhé, khung thép. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Staley. Staley Japan. Staley Japan. Đấy, bơm 2T. Bơm 2T nhé các bác nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng bơm 2T bơm dẫn chân này. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bơm 2T bơm dẫn chân nhé. 200k bao ship. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship bơm 2T. Hàng chất lượng luôn. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng camera. Camera Yoshi. Camera Yoshi, con này thì có hai mắt luôn. Hai mắt luôn. Chúng ta về thì nó phụ kiện của nó, bộ của nó đầy đủ, nó sẽ như thế này cho các bác này. Đây, để các bác lắp vào. Nó sẽ sử dụng nguồn điện, đó là cái cột tẩu điện này. Đó. 100 đến điện 220V đều được. Các bác cắm điện vào. Các bác cắm điện vào nhé. Đấy. Và các bác tải giúp em cái ứng dụng Yoshi Yoshi. Và các bác tải giúp em cái ứng dụng Yoshi Yoshi. Đấy. Tải ứng dụng Yoshi Yoshi này. Đấy, và các bác đăng nhập vào cái ứng dụng. Và các bác đăng nhập vào cái ứng dụng Yoshi Yoshi này. Đó. Và đây à, các bác sử dụng vào này, đăng nhập vào này. Đấy, và đợi một chút để nó kết nối wifi. Và các bác kết nối. Con này nói chung là các bác kết nối chỉ khoảng 1-2 phút là, hoặc là bác nào làm lâu là 4-5 phút là bác có thể kết nối xong. Đấy, nó sẽ tự động quay cho các bác này. Đấy, để em đặt vào đây nhé. Để em đặt vào đây để em điều chỉnh cho nó dễ nhé. Đây, em đặt nó vào đây. Đấy, để em điều chỉnh nó cho nó dễ. Đấy, các bác đợi em một chút. Đợi, đợi nó loát. Đấy, đây nó sẽ chia ra cho chúng ta, đó là hai cái chế độ. Chia ra hai cái chế độ này, một cam trên và một cam dưới này. Đấy, thì có các bác có thể xoay này. Các bác có thể điều chỉnh cam này. Đấy, đây các bác nhìn thấy, xoay này. Đấy,
Đấy, các bác thì nhìn thấy em này. Đấy, các bác thì nhìn thấy em này. Đấy. Đấy, cũng rất là nét nhé. Các bác có nhìn thấy cam điều chỉnh, em điều chỉnh này. Đấy. Và một cái góc cố định nhé, cái này là cố định. Các bác có thể nhìn thấy camera của nó rất là nét. Camera của nó rất là nét này. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy, đang nhìn thấy mặt em luôn này. Đấy. Một camera là một cái chế độ, một cái chỗ là các bác giữ im. Một cái là các bác giữ im một vị trí. Đấy, một vị trí. Và một cái là các bác có thể xoay. Và con này nó cảm biến chuyển động này. Đấy, các bác có thể tắt cái chế độ rung báo đi này. Đấy. Tắt âm cảnh báo lần này nó sẽ tắt. Đấy, còn không là cứ có chuyển động các thứ là nó sẽ sử dụng bật được. Đó. À, và con này thì các bác có thể lắp đặt rất là linh động. Các bác có thể lắp đặt rất là linh động nhé. Nguyên cam không, con này thì hai mắt. Đấy, độ phân giải của nó thì lên đến 6.0. Con này thì bảo hành 2 năm, có wifi, có sử dụng wifi. Đấy, và con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 500 ngàn. 500 ngàn đồng nguyên cam không nhé. 500 ngàn đồng nguyên cam không. Camera hai mắt, à đây quên, còn con này có thể đàm thoại được hai chiều nữa nhé. Con này có thể đàm thoại được hai chiều, đây để em sẽ đàm thoại cho các bác luôn. Đâu nhỉ? Thì em sẽ đàm thoại. Đây, đàm thoại hai chiều. Đấy, đây là các bác nói có thể nghe thế này. Đây, vào đây em đàm thoại nhé. Alo. Alo, alo. Alo, em ngồi gần quá nên nó khó. Alo, alo. Đấy, các bác có thể nghe tiếng. Đấy, nghe tiếng ở loa luôn. Tức là các bác có thể đàm thoại hai chiều thoải mái. Đó. Và con này thì nó có cả hỗ trợ cho các bác là nếu mà bác nào mà cần thì nó có thể hỗ trợ cho các bác là lưu trữ đám mây này. Đấy, hoặc là các bác có thể sử dụng thẻ nhớ nhận dạng người này. Đấy, đuổi nhanh này. Đấy, nói chung là rất là nhiều, cũng rất là nhiều chế độ. Và xoay 360 độ nhé. Đấy, và xoay 360 độ. Camera. Camera. Đấy, con này camera hai mắt nhé. Một mắt các bác xoay cố định này. Đấy, thì các bác đặt về một vị trí. Đấy, và nó có cái giá này. Cái giá này thì các bác về các bác bắt vào. Đấy, và các bác xoay. Và các bác xoay, bác đặt, muốn đặt được cái vị trí nào thì các bác xoay sang cái vị trí như thế. Để làm sao cho nó dễ. Đấy, dễ. Và các bác này các bác cài đặt sử dụng. 500.000 đồng. Camera hai mắt. Các bác lên cho em mã này, mã camera hai mắt nhé. Hai mắt 500k và bên em bao ship. Đó. Ngoài ra thì các bác nào mà lấy thêm thẻ nhớ thì thẻ nhớ như em là 64GB, 150.000 đồng một cái. Đây là các bác nào lấy thì em bán hỗ trợ, bán kèm nhé. Bán hỗ trợ, bán kèm cho các bác. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác đó là một số những cái mẫu đèn thờ nhé. Đèn thờ. Đấy. Mã đầu tiên. Mã đầu tiên là một cặp, cái này thì là một cặp đèn thờ, bán theo cặp nhé. Con này thì đây, em xin cắm điện vào cho các bác. Đó, cắm điện vào cho các bác này. Cái chân này của nó là sẽ có nhấp nháy này. Cái chân này có thể nhấp nháy này. Đấy, đổi màu sắc. Đổi màu sắc, cánh hoa là cánh hoa sen. Cánh hoa là cánh hoa sen cho chúng ta. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Và các bác, trên này thì cánh hoa sen phát sáng này. Màu vàng này, rất là đẹp này. Bên dưới này có thể đổi màu này. Đấy, bên dưới này có thể đổi màu. Các bác lên cho em mã này. Các bác lên cho em cái mã này là mã đèn 1. Đèn 1 đi các nhé. Đây, để em ghi luôn cái mẫu và cái giá vào đây cho dễ. Đây, để em ghi luôn cái mẫu, cái giá vào cái chân này nhé. Cái này thì bán cả cái bộ bén này thì bán cả cặp. Đấy, 240k cặp. Có dán đi. Mã 1. Mã 1 nhé. 240k. Mã 1 240.000 đồng. Mã 1. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu đèn thờ tiếp theo này. Con này thì nó cũng tất cả các cánh hoa đều sáng. Tất cả đều cánh hoa đều sáng. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn nhé. Và con này thì nó là một cái bộ hoa sen 5 cánh. 1, 2, 3, 4, 5 cánh. Bộ hoa sen 5 cánh nhé. Đấy, các bác có thể mua theo cả cặp hoặc là mua lẻ. Cái dòng này thì các bác có thể mua theo cả cặp. Và các bác có thể mua lẻ. Đều rất là ok. Đều được. Đó. Thì đây là một bộ này. Chân đế của nó cũng phát sáng này. Chân đế này cũng phát sáng đổi màu này. Sáng đổi màu. Đó. Chân đế này sáng đổi màu cho chúng ta nhé. Rất là tiện lợi luôn.
và rất là đẹp. Đó, còn cái mã đèn thờ này thì để em đo cho các bác kích thước luôn nhé. Tổng chiều cao của nó sẽ rơi vào 43 cm. 43 cm nhé. Đó. Con này thì 5 cánh hoa và có cả lá sen này, hoa sen nở này. Đấy, hoa sen này đều rất là ok. Đều rất là ok và có công tắc. Các bác công tắc tắt bật riêng. Công tắc tắt bật riêng. Rất là bền và rất đẹp. Cũng rất là bền và rất là đẹp nhé. Các bác lên cho em mã này là mã đèn 2 nhé. Đèn 2. Đèn 2. Con này bên em đang bán với giá là 800k. 800k một cặp. Còn bác nào mua lẻ cũng ok nhé. Bác nào mua lẻ cũng ok luôn. Đấy, nhưng mà giá của nó là 800.000 đồng một cặp. Là hai cái này. Còn các bác nào mua lẻ thì là 400.000 cái. 400.000 một cái này. Rất là ok luôn. Rất là đẹp. Một cái mã tiếp theo thì một cái bộ này là bộ hoa sen 3 món, 3 cánh, 1 2 3 cái bát hoa sen này. Ba cái bát hoa sen, bộ này cũng rất là đẹp. Đấy, để các bác trang trí ở bàn thờ cái thứ thì rất là tiện luôn nhé. À, cái dòng này thì nó chiều cao của nó nhé, em đo cho các bác cái chiều cao của cái mẫu này. Tổng chiều cao của cái mẫu này nó sẽ rơi vào cỡ 48 cm. 48 cm các bác nhé. Ba cánh hoa và lá sen hoa sen đấy đều có. Đấy. Mạ đồng như các bác nhé, cái này là bằng mạ đồng. Đó thì một cái mẫu này rất là đẹp. Mẫu này rất là đẹp, các bác nhìn thấy. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã 3. Mã 3 nhé. Đấy. Các bác có thể bật tắt, con này cũng có công tắc để có bật tắt này. Đấy. Rất là đẹp. Bóng của nó là bóng nét nên nó rất là bền. Bóng của nó là bóng nét nên nó cũng rất là bền. Đấy. Các bác lên cho em mã này mã 3. Mã 3 này. Mã 3. 600k. 600k một bộ này và bên nhà em bao ship. Đó, còn các bác mua lẻ thì là cứ tách lẻ ra thì em vẫn ok. Đấy. Thì 600k thì chia 2 là 300.000 cái. Đẹp luôn nhé. Rất là đẹp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ đèn thờ, con này cũng là mã đồng này. Con này cũng 5 cánh, mã này cũng 5 cánh này. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhé. Đó, mã này thì kích thước của nó để em đo xin đo cho các bác luôn. Ở đây dưới này thì có một cái mẫu rất là đẹp, nói chung là một cái cách trang trí phối màu rất là cực kỳ ok luôn. Kích thước thì là 62,5. 62,5 cái kích thước của con này, chiều cao. Chiều cao nhé. Mã này cũng 5 cánh sen và cũng có lá sen đầy đủ. Đấy, cũng có lá sen đầy đủ cho các bác luôn. Một cái mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 1.150.000 đồng. 1.150k và bên nhà em bao ship nhé. Đây, để em dán giá vào đây. Các bác lên cho em mã này mã 4. Mã 4 này. 1.150k. Bao ship. 1.150.000 đồng của bên em bao ship. Cái mã này thì cũng có công tắc để các bác bật tắt. Đấy, cũng có công tắc để các bác bật tắt ok luôn. Nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn. 1.150.000 đồng. 1.150.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng tấm pin năng lượng mặt trời này. Này, các bác biết cái độ cứng của nó rồi, em đấm vào còn thoải mái luôn. Con này thì của nó thì có thể lên được 21W, các bác có thể sạc được cái dải của nó rất là rộng. Đấy, từ 14V, 16,8V. Nói chung là đây, cái chi tiết của nó đây để các bác có thể tham khảo. Một cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì đây để em đo cho các bác cái phần về cái phần kích thước luôn. Đấy, để các bác có thể về chúng ta sẽ tham khảo để chúng ta sẽ sử dụng cho cái mẫu của nhà chúng ta nhé. Ở đây là đây cũng ghi cả kích thước ở đây của sao này. Đây này, 350 là 335 phân, 35 cm, nhân lên một chiều 42 và độ dày của nó là 1,7 cm.
Đấy, và độ dày của nó là 1,7 cm nhé. Cái dòng này của nó thì các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác ấy vẫn sử dụng được đây. Còn cái kích thước thực tế của nó đây, 35 đúng rồi, 42 và sâu 17. Con này thì ở bên nhà em đang bán với mức giá đó là 180.000 đồng nhé. Đây, phụ kiện thêm cho chúng ta đó là một cái giá như này. Đấy, con này thì là 180.000 đồng, kính xịn luôn. Các bác có thể có một cái đầu để các bác kết nối này, các bác sạc, sạc vào những cái dòng pin 12V, các thứ đều được. Đấy, quạt tích điện các thứ thì chúng ta có thể ok. Đấy, hoặc là các bác nào mà cái đèn năng lượng của các bác ấy, mà pin nó hơi bé thì các bác có thể cắt ra các bác đấu vào đây. Các bác có thể cắt các bác đấu thoải mái luôn nhé. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 180.000 đồng. Đây, để em ghi giá vào đây luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã tấm pin năng lượng nhé. Tấm pin năng lượng 180.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng đèn 8 cánh. Con này thì hàng mới luôn, bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 190.000 đồng nhé. Con này thì tán của nó cũng tương đối là rộng. Con này tán của nó cũng tương đối là rộng 50cm cơ. Lên đến 50cm. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái điểm sáng. Và một cái vòm sáng của nó ở giữa nữa là 9. Và vòm sáng ở giữa là 9 nhé. Công suất của con này cũng khá là cao không nhé. Con này công suất của nó lên đến 200W. Công suất của nó lên đến 200W. Đó. Nên là sử dụng, thời gian sử dụng của nó rất là lâu, rất là sáng. Các bác muốn sáng xa ấy, ví dụ các bác muốn trùm cái chòm sáng của nó bên dưới thì các bác để ngang cánh này. Còn các bác muốn sáng xa thì các bác có thể nâng nó lên. Đấy, nâng nó lên một chút thì nó sẽ cái điểm sáng của nó này, cái điểm sáng của nó sẽ tỏa ra xa hơn. Đấy, hoặc các bác muốn xa hơn nữa thì các bác có thể gập lên. Đấy, thì cái điểm sáng của nó sẽ xa hơn nữa cho chúng ta. Đó là tùy theo cái mức độ các bác muốn sử dụng. Con này thì sẽ sử dụng trực tiếp cái nguồn điện của nó, đó là nguồn điện 220V nhé. Đây là cái đuôi này, các bác xoáy cái đuôi về, xoáy cái đuôi đấy đây. Cái này đuôi này để em ví dụ thôi nhé. Đấy, các bác xoáy vào cái đuôi của các bác vào và các bác cắm điện. Các bác có thể nhìn thấy nó rất là sáng. Các bác có thể nhìn thấy nó rất là sáng luôn này. Này, cái tia của nó này. Đó. Rất là ok luôn nhé. Bật tắt thoải mái luôn, bật tắt thoải mái luôn. Đó. Giá của nó thì rất chi là mềm luôn, một cái bóng đèn 8 cánh mà như thế này mà giá của nó chỉ có 190.000 đồng thôi. Giá của nó chỉ có 190.000 đồng thôi nên là các bác yên tâm. Đấy, cái này cánh này các bác có thể bẻ lên bẻ xuống thoải mái, không sợ bị gãy hết kìa. Đấy, nhưng không thể bẻ gấp xuống được nữa thôi, còn các bác yên tâm này. Gập lên gập xuống thoải mái. 190.000 đồng thôi nhé. Đèn bóng đèn 8 cánh 190.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng chiếu điều hòa này. Chiếu điều hòa này thì chiếu mây, con này thì mùa đông hay mùa hè các bác đều nằm được hết. Đấy, mùa đông hay mùa hè các bác đều nằm được, nhưng nằm con này nó dễ chịu. Nó hút mồ hôi cực tốt luôn, và nằm mùa đông ý, thì các bác chỉ nằm một lát là nó lại ấm lại. Một lát lên nó lại ấm lại luôn nhé. Con này thì hàng đẹp luôn này, lót viền lụa này. Dòng này là viền lụa này, cực kỳ chất luôn. Đấy, nó có hai mặt, các bác mùa đông các bác có thể lật mặt cái gối này không nói này. Đấy, còn cái chiếu này mùa đông các bác có thể lật ngược lại. Mùa đông các bác có thể lật ngược lại này, để các bác nằm mặt trong này. Thì cái mặt trong này thì nhiều khi là nó cũng có là màu xám. Đấy, thì cũng có là khi là màu trắng này. Thì mặt này thì cố định rồi, một màu. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, viền lụa nhé. Con này thì nó có đầy đủ các kích cỡ cho các bác luôn. Chiếu 1m2, chiếu 1m5, chiếu 1m6, chiếu 1m8, chiếu 2m. Và chiếu 2m2, xin lỗi. Đấy, ở đây thì cái kích thước nó đây em đã ghi sẵn ở đây. Chiếu 1m2 x 2m là giá là 320.000 đồng. Chiếu 1m5 x 2m là 340. Chiếu 1m6 x 2m là 360. Chiếu 1m8 x 2m là 380. Chiếu 2m2 x 2m là 420. Và cái giá tiền này thì bên nhà em đã bao ship cho các bác rồi. Đấy, bao ship các bác rồi. Và các bác nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Đấy, viền lụa cực đẹp luôn. Hàng của Nhật. Chiếu Muji. Chiếu Muji nhé. Hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn, Muji. Đấy. Muji này. Đó, hàng rất là chất lượng luôn. Hàng rất là chất lượng luôn nhé. Đó. Các bác lên cho em mã này, mã chiếu điều hòa nhé. Chiếu điều hòa. Một cái sản phẩm tiếp theo, bên em nay review cho các bác cái một món bộ nồi 5 đáy nhé. Hàng này thì thương hiệu của Germany, của Đức này. Đấy. Hàng nguyên hộp luôn. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Này. Review cho bác hộp mới luôn. Để em review cho bác hộp mới luôn nhé. Đó. Trong này thì nó sẽ có cho chúng ta, đó là một cái bộ nồi này gồm có 6 món. Ở đây người ta đã ghi cái thông số chi tiết đây rồi. Ở đây người ta đã ghi cái những cái thông số chi tiết cho chúng ta rồi. Đây. Đây, để em bóc cho các bác. Vùng. Các cái vùng.
các cái xoong to xoong bé này, các cái xoong to xoong bé này. Nó là xoong inox, nó là xoong inox thì nó sạch sẽ. Đấy. Ở trên thân này nó sẽ không bắt được từ, đấy, sẽ không bắt nam châm, nhưng dưới đáy này của nó sẽ bắt. Tại vì làm sao? À, cái dòng này thì nó là bếp từ nên là dưới đáy của nó sẽ hít được nam châm, thì nó mới hít được từ tính nhé, nó mới có từ tính để nó đun được bếp từ nhé. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ review chi tiết cho các bác luôn. Đây, để em để cái ra em review từng món một. Em sẽ xếp xong ra để em review cho các bác cho nó dễ. Đấy, một cái bộ nồi của nó cho chúng ta đó là 6 món. Một cái bộ nồi này có 6 món này, 2 món này. Khi các bác nhận hàng như là đúng như này thôi. Đúng như này luôn. Đấy, bóc hộp ra cũng đúng như này luôn. Cho em. Hàng đảm bảo cho bác luôn là khi đến tay các bác là đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đúng như nhà em quảng cáo nhé. Nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái nồi, năm cái nồi, một cái chảo. Năm cái nồi và một cái chảo cho chúng ta. Đấy. Khi bóc ra là nó như thế. Đây, đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn nhé, không thiếu một cái gì cả. Và hàng đây, em sẽ xin đi và được đi vào để em review cho các bác cho nó chi tiết từng món một ở trong cái bộ nồi như thế này. Bộ nồi này thì nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 6 món. Thì đầu tiên khác biệt nhất đó là một cái chảo. Đầu tiên khác biệt nhất là nó là một cái chảo. Cái chảo này là một cái dòng chảo trung dính. Cái dòng chảo này là dòng chảo trung dính các bác nhé. Đây. Thương hiệu của nó thì con này nó mất mặt kính này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Erlenmeyer. Thực ra là nó không phải là gọi là Erlenmeyer thôi nhưng mà mình gọi cho nó thuận mồm. Đấy. Thì trên thành này của nó thì nó sẽ không bắt được nam châm. Nó sẽ không bắt được nam châm nhưng mà này, các bác có thể nhìn thấy đèn để nam châm nó trôi này. Đấy, nó trôi xuống dưới này. Đó. Đấy, còn đáy của nó sẽ có nam châm hít. Đó, vì nó có từ tính mà. Đó là một con chảo, đầu tiên là con chảo. Kích thước của con chảo này của nó nhé. Là 20, miệng của nó là 25. Sâu của nó là 7,5. Các bác về các bác thử test với nam châm cho em nhé. Đấy là dưới đáy này là sẽ hít nam châm, còn trên thì sẽ không hít đấy. Đó là một con đầu tiên là con chảo trung dính này. Thứ hai đó là một con xoong to này. Con này mà các bác nấu lẩu, thứ ăn lẩu trong gia đình ngày Tết thì rất là tuyệt vời. Hoặc ở nhà chúng ta nấu nướng rất là tiện. 25 nhân lên với lại 15. 25 nhân 15. Thương hiệu của nó này, đun bếp ga bếp từ thoải mái nhé. Đấy. Đấy, nó chỉ có hít ở cái đáy này thôi. Một cái xoong nhỡ này, 21, sâu của nó là 12 năm. 21 sâu 12 năm. Toàn bộ cái chân thêm, cái này là inox nhé, không hít này. Một cái xoong nhỡ nữa này, 19 này, sâu 11 này, hai cái xoong con này nữa này, sâu của nó 10,5 này, miệng của nó là 17 này. Tất cả thì đều có nắp vung không, tất cả thì đều có nắp vung, con này như con kia 10,5, miệng của nó là 17. Thương hiệu toàn bộ là Erlenmeyer và đun bếp ga bếp từ được. Thương hiệu của nó là thương hiệu Erlenmeyer và đun bếp ga bếp từ được. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Giá của nó chỉ có 700.000 đồng thôi. 700k. Bao ship 700.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ nồi Đức 5 món, 6 món này nhé. 5 cái nồi này và một cái chảo. Thực ra cái này cũng không gọi là nồi, nó là gọi là xoong máy bột nhưng mà gọi là nồi cũng được, các bác nấu nướng thoải mái. Như nhà em toàn là đun nước pha mì tôm các thứ nấu vào cái xoong này. Đó. Một cái bộ nồi nữa thì nó cao cấp hơn. Bộ nồi này của nó cũng 6 món. Và nó cũng là bộ nồi inox ấy. Và nó cũng là bộ nồi inox này. Bên trên này thì các bác không hít được 500. Đấy, nhưng đáy của nó cũng hít được từ tính này. Đấy, nên là nó rất là bền. Nó rất là bền. Con này thì bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy cơ. Cái bộ nồi nãy là giới thiệu cho các bác là bộ nồi 5 đáy. Còn bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy này. Nam châm không hít. Đấy, xuống đến đáy này nó hít nam châm này. Đấy, còn trên thành này là nam châm không hít này. Đấy, thả trôi luôn.
Đấy, thả trôi luôn. Đó. Thì tất cả nó đều như thế nhé, tất cả đều như thế để em không 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 thử nam châm nữa, đỡ tốn thời gian của các bác, và em chỉ đo kích thước cho các bác thôi. Đầu tiên thì nó là một con chảo, tất cả đều có nắp vung. Tất cả đều có nắp vung nhé. Cái dòng này là dòng chảo chống dính, cái dụng bộ nồi này là chín đáy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Kasai Villa hàng cao cấp luôn. Dòng này hàng cao cấp luôn nhé. Đây để em đo cho kích thước trước. 25. Sâu của nó là gần 8 cm. 25 sâu gần 8 cm. Thứ hai đó là một cái sông to, tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả đều có nắp vung hết nên là các bác yên tâm. Cũng 25. Cũng 25. Chiều sâu con này thì là 14. Chiều sâu của nó thì là 14. 25 sâu 14 này. Con thứ ba. 21. Sâu 12. 21 sâu 12 nhé. Tiếp theo này. 19. Sâu của nó là 11. 19 sâu 11. Song con này. Những cái dòng song bé này thì các bác có thể rang thịt các thứ đi. 17. Sâu của nó là 10. Và cuối cùng đó là một con song ngáy 1. 10. Và con này cũng là 17. Đó. Một cái bộ nồi Kasai Villa 9 đáy như này, bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship 1.000k. Hàng của nó cũng là hàng mới nhé. Cái bộ này thì em đã bốc sẵn rồi, em review rồi, cho bác chốt rồi. Đấy. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Nhà em thì có hai loại bộ nồi, bộ nồi 7 5 đáy và bộ nồi 9 đáy. Hàng thì đều là hàng inox tất, đều là hàng inox rất là chất lượng nhé. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh với các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn laser trang trí nhé. Nó là ban ngày nên em phải vào trong này để em có thể review cho các bác. Đấy, để các bác có thể nhìn thấy nó rất là đẹp này. Nó rất là đẹp luôn này. Nó rất là đẹp và rất là ok luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó nháy rất là đẹp đây này. Đấy, rất là đẹp đây nhé. Em để im mà cho các bác nhìn cái chỗ tia đỏ ở giữa nhé. Đấy, và tán của nó ra rất là rộng này. Đấy, cái đỏ ở giữa như em vẫn để im chỗ nhé. Đấy, mà tán của nó ra rất là rộng luôn. Đấy, ra rất là rộng luôn. Và nó rất là đẹp. Và nó rất là đẹp. Nó có cả cái remote. Nó có cả cái remote này. Để các bác có thể điều khiển này. Đấy, auto này. Đấy, tự động này. Đấy, tất cả các cái chế độ điều khiển nhấp nháy này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, hoặc là không nhấp nháy các bác muốn bật sang cái chế độ nào. Thì các bác đều có thể chuyển sang chế độ đấy được. Và con này nó có thể cảm biến theo cả âm nhạc. Đấy, theo cả âm nhạc. Đấy, thì ở đây thì em nói thì nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, nói nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Một cái đèn laser trang trí các bác nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. Các bác có thể trang trí Noel, trang trí Tết. Đây là vẫn còn bị ánh sáng đấy. Còn nếu mà nó tối hẳn đi ấy, thì nó còn đẹp long lanh lên nữa. Và cái độ tán của nó tỏa ra, các bác có thể nhìn thấy tán của nó tỏa ra rất là rộng và rất là đẹp luôn. Đấy, rất là rộng và rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng nhé. Thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một cái bộ như này, điều khiển. Đấy. Và nó chỉ có sợi dây cáp sạc thôi nhé. Nó chỉ có sợi dây cáp sạc cho chúng ta thôi. Đó, một cái bộ như này. Các bác lên cho em mã này là mã đèn laser trang trí. Bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship nhé. Để em vào chỗ tối để em có thể review cho các bác là các bác biết rồi. Đấy, là cái độ đẹp của nó như nào rồi. Đấy. Giá dùng các thứ để các bác treo lên. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Các bác có thể để im một chỗ. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Đây, một cái mã tiếp theo. Một cái dòng quạt sưởi của thương hiệu của nó là thương hiệu Yasuki. Đấy, Yasuki nhá. Giá cũ em đang bán là giá 600 ngàn này. Đợt này về em về số lượng rất là nhiều luôn. Đấy, để phục vụ cho các bác mùa đông. Nên là nó rất là ok. Nhiệt độ ngoài trời ở trong nhà nhà em đang là 18 độ. Đây các bác có thể nhìn thấy. Nhiệt độ ngoài trời đang là 18 độ. Em sẽ cắm máy sưởi lên. Và em sẽ test cho các bác luôn. Nhiệt độ ở gần đây luôn. Đấy. Cho nhiệt độ cao luôn này. Đấy. Ở đây là cái ánh sáng 3D của nó nhé. Ánh sáng 3D và nó sẽ tự xoay. Đấy. Đây. Các bác có thể nhìn thấy nhá, em đang để ở xa.
Đấy, nhiệt độ lên luôn này. Đấy, đây đã đang để ở xa này. Đấy, nhiệt độ lên luôn này, 30 độ rồi. Đấy, nhiệt độ ấm lên 28-30 độ. Đấy, nó xoay. Nếu mà nó xoay nó thổi vào. Đấy. Lại lên anh ơi. Đấy, nhiệt độ hơi ấm của nó lên này. Này, còn để gần đây thì nó nhiệt độ của nó lên rất là ok luôn. Đấy, nhiệt độ gần của nó lên đây lên đến 70 độ 80 độ C cơ. Đấy, 70 độ 80 độ C. Đấy, rồi nó sẽ quay đi, nó sẽ giảm. Đấy, nó thổi. Nó thổi. Còn các bác muốn nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao thì nó đều ok. Lên nhiệt cực kỳ nhanh luôn. Lên nhiệt cực kỳ nhanh luôn, để các bác nhìn thấy đây. Đây. Đấy. Rất là ấm luôn. Rất là ấm luôn nhé, để các bác sửa ấy. Đấy, các bác mà không muốn nó quay thì con này nó cũng có chế độ không quay. Đấy. Con này nó cũng chế độ không quay và nó có nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và gió thường ở đây này. Ở đây thì nó có nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và gió thường này con này. Đấy, và ọp là đây này. Hoặc là ví dụ các bác làm đổ, các bác làm nghiêng này thì nó sẽ ngừng chạy, nó sẽ ngừng chạy nhé. Còn các bác khi mà các bác phải dựng đứng lên này. Đấy, để đề phòng hỏa hoạn, cháy nổ thì nó với ấy này. Này. Ở đây thì nó có cả cái 3D để các bác ấy này. Này. Không xoay này, gió thường này. Đây. Các bác có thể thấy nó đã lên được mấy độ C rồi này. Gần đây nó đã lên được mấy độ C, 25 độ này. 30 độ, 31 độ. Đấy, 31 độ đây là cái tay này em chỉ vào đây này. 30, 31 độ. Đấy. Lên nhiệt độ ấm rất là đẹp luôn. Nhiệt độ lên của nó rất là ấm, ấm phòng. Nhất là nhà bác nào mà có ông bố mẹ lớn tuổi hay là không cần phải lớn tuổi mà các bác ở vùng miền Bắc thì chúng ta sử dụng cái mẫu này rất là ok luôn. Đấy, cái mẫu này rất ok luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 550.000 đồng nhé. 550.000 đồng một cái mẫu đèn sửa này, tiết kiệm điện này, có thể tùy chỉnh nhiệt độ. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh này, yếu thấp hay các thứ đây. Đây là các bác chỉ cần được quạt gió thôi, nó sẽ là như kiểu cái quạt gió, nó sẽ quay gió, nó sẽ quay gió, quay hơi nóng ở trong phòng. Đấy, nó cứ thế là quay vùng quanh nên là nó rất là ok luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 550.000 đồng nhé. Đây. Đấy. Đây, các bác sờ vào đây có không thấy nóng này. Đấy, nó là giảm nhiệt. À, công suất của nó đây, công suất là của nó là 2000W. Công suất của nó là 2000W. Đấy, sử dụng nguồn điện là 220V, trọng lượng là 2,4 cân. Đấy, chiều kích thước chiều cao là 20,5 x 17,5 x 71,5 cm. Đấy, thương hiệu của nó là Suzuki. Có cả tem chống hàng giả đàng hoàng luôn. Tem chống hàng giả các thứ hàng hoàng luôn. Rất là ok luôn. Và con này thì nó rất an toàn nhé. Đổ, nó bị đổ các thứ thì nó sẽ không chạy nữa nhé. Nó đổ nó sẽ không chạy luôn nữa. 550.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái mã này nhé. 550k bao ship cho bác cái quạt sưởi này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp nhé, bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu thớt inox. Thớt inox này, hàng này thì dày dặn này, hàng đẹp luôn nhé. Hàng dày dặn và hàng đẹp luôn. Đó, con này thì nó sẽ có hai mặt, một mặt của nó là mặt nhựa này. Đấy. Và một mặt của nó là mặt inox. Con này thì hàng mới luôn nhé, thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Hàng này là hàng mới, nguyên hộp luôn cho các bác luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, và bên nhà em lúc nào cũng thế, khuyến cáo các bác là nên kiểm tra hàng. Đấy, tại vì giải quyết lúc mà có shipper ở đó thì nó rất là dễ giải quyết. Còn sau này ví dụ các bác về, mang về các bác ấy thì nó rất là khó, rất là ngại. Đó, thì kích thước của nó đây. 30,5 cm. Và một chiều này của nó là 41 cm. Đấy, độ dày của cái thớt này nhá, nó là 2 cm. Đó. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship thôi. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã thớt inox. Thớt hai mặt. Thớt hai mặt cũng được nhé. Đấy, 250k. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã thớt inox này. Đấy, và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã thớt inox này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng chảo. Chảo này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Sharp. Chảo này thương hiệu của Sharp. Đấy, một trong số những cái mẫu hàng nội địa Nhật cũng dùng rất là ok luôn. Con này thì nấu được bếp từ nhé. Con này thì nấu được bếp từ thoải mái luôn này. Đấy, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại này, đều được này. Đấy, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được này. Thương hiệu của Sharp. Đấy, con này thì nó là 5 đáy, tay cầm riêng. Đấy, con này thì kích thước của con chảo nhé, 25 cm nhé, 25 cm. Con chảo này 25 cm. Sâu của nó này 8 cm các nhé. Sâu của nó là 8 cm. Đó. Hàng dày dặn nhé, mà dùng rất là ok luôn.
đó, dùng rất là ok luôn, đun bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại đều được. À, con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá là 200.000 đồng, 200.000 đồng các bác nhé, giá cực kỳ tốt luôn và cực kỳ ưu đãi cho các bác, 200k. Đấy, các bác lên cho em mã này chảo sáp, chảo sáp này 200k, chảo sáp 200.000 đồng đó, chảo sáp nhé, các bác lên cho em mã này mã chảo sáp, giá ưu đãi luôn, 200k luôn đó. Con này thì size 25 cm, con này là size 25 cm, hàng xịn, hàng đẹp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác nhé, đó là cái dòng bếp nướng này. Bếp nướng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Các bác những ngày lễ Tết ý, thì chúng ta quây quần, thì trong gia đình ý, thì những ngày lễ Tết là những ngày nghỉ ngơi chúng ta quây quần, thì có một cái bếp nướng này nó cũng rất là ok. Con này là nướng không khói luôn các bác nhé, nướng không khói, vừa ăn các bác để trên mâm bàn cộ bàn ấy, để giữa và anh em quây quần ngồi thì xung vầy nó rất là tiện. Con này thì kích thước của nó nhé, là bên nhà em đang có kích thước là 48 nhân với lại một chiều của nó là 25. Giá của nó thì con này bên nhà em đang bán giá cũ là 580, nhưng mà đợt này đang có giảm giá cho các bác một chút xuống còn 550.000 đồng nhé, 580 giảm giá cho các bác xuống còn 550.000 đồng. Và cái giá này thì bên nhà em đã bao gồm phí ship rồi nhé. Hàng này thì khi bác nhận hàng thì là nó là hàng mới luôn, khi bác nhận hàng nó làm hàng mới nguyên hộp luôn này, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1800W, công suất của nó là 1800W. Ở đây thì nó sẽ có một cái ổ cắm điện này, ở cái núm này, này thì các bác có thể điều chỉnh. Đấy, các bác có thể điều chỉnh là nhanh chậm các thứ này đều thoải mái này. Đấy, nhiệt độ các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, các bác điều chỉnh nhiệt độ để cho chúng ta phù hợp dễ sử dụng. Đấy, để phù hợp và dễ sử dụng nhé. Còn bếp nướng này thì ở bên nhà em bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng luôn nhé. Đấy, 1 năm cũng được, tại vì con này nó không sợ hỏng. Đấy, con này nó không sợ bị hỏng. Đấy, con này thì các bác chỉ cần lưu ý cho em là khi mà các bác rút cái này ra là các bác phải rút điện ra để an toàn. Đó, rút ổ cắm ra thì các bác phải rút cái này ra khỏi cái rắc này của nó. Đấy, để an toàn. Còn là nó đã cách điện của chúng ta rồi, nên là các bác sờ vào đây nhé, các bác cầm vào cái này cũng không sợ bị điện giật. Đấy, cũng không sợ điện giật, nó rất là an toàn. Cái dòng này thì dùng rất là an toàn luôn, bếp điện nhưng mà nó rất là an toàn luôn nhé. Đấy, con này thì cái mặt của nó này, mặt này là trắng, một lớp chống dính. Đấy, chống dính hàng xịn luôn nhé, chứ không phải là chống dính thường đúng không nhé. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm, các bác lên cho em mã này là mã bếp nướng, và con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 550.000 đồng, 550.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé, 550k của bên nhà em bao ship bếp nướng của thương hiệu Seki, bếp nướng của thương hiệu Seki nhé, hàng xịn luôn. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.